quê hương trong các bộ áo xanh của nàng. Israel là một trận đấu đơn tài đơn sức và sẽ cống hiến cho quân đoàn chúng ta những pha bóng hay, những tình huống đẹp mắt, những pha soi bom của các chủ công của hai đội. Ở trận chung kết này chúng ta sẽ thi đấu với 5 hiệp đấu. Và hiệp đấu thứ 5 sẽ thi đấu với 15 điểm số. Như vậy là trận đấu chúng ta đã được bắt đầu với pha giao bóng của Mò Hồng. Rất khéo. Một tình huống mở điểm của đội Doanh nghiệp Hoàng Mai. Người vừa có pha bỏ nhỏ tốt đó là Quang Văn Dũng. Hiện tại thì lượt theo dõi trên hai fanpage của chúng tôi cũng đã tăng rất cao. Pha phát bóng công của ông Lan. Rất tiếc bóng đã ra ngoài sân. Điểm số lại được cân bằng 1-1. Hứa hẹn sẽ là một trận đấu chung kết trong mơ, một trận đấu hấp dẫn ở từng pha bóng. Bước một đẹp, chuyển hai tốt rồi. Hàng chắn của Quỳnh Phương vẫn đang thi đấu tập trung trong pha bóng vừa rồi. Đó là pha dứt điểm của số 4 Văn Huy Đạt. Một pha đánh bóng về phía cuối sân. Hàng phòng ngự của Quỳnh Phương đã không thể làm gì hơn. Chúng ta sẽ xem lại tình huống quay chậm này. Một pha chuyền hai rất dẻo của ông Lan đã đánh lừa được hàng chắn của Quỳnh Phương. Đó là câu trả lời của Nguyễn Ba Đùi. Những pha dồi bom của Nguyễn Ba Đùi vẫn là điều các quý vị khán giả của chúng ta chờ mong. Ngay những phút đầu tiên thì trận đấu chúng ta đã diễn ra khá hấp dẫn. Vẫn còn cơ hội phản công cho Quỳnh Phương. Pha cứu bóng khá tốt. Chắn bóng tốt. Đó là một tình huống chắn bóng kép của Khắc Hoài và Minh Đức. Ở tình huống đánh bóng vừa rồi thì Nguyễn Ba Đùi cũng hơi đuối đà. Vẫn là tình huống chắn bóng nhưng tình huống này bóng đã ra ngoài. Tỷ số lại được cân bằng 3-3. Nguyễn Ba Đùi sẽ phát bóng. Và đây có thể sẽ là một tình huống phát bóng công. Đúng như vậy. Bóng bên ngoài rồi. Pha đánh bóng của Minh Đức. Bốn ba cho Quỳnh Phương. Tình huống phát bóng ăn điểm. Và người đã không thể bắt được tình huống bước một đó là Quang Văn Dũng. Những pha phát bóng của Nguyễn Ba Đùi là rất khó chịu và có độ tốc độ đi của bóng là rất căng. Chúng ta xem lại tình huống phát bóng ăn điểm của Nguyễn Ba Đùi. Một pha đánh bóng chạm chắn ra ngoài. Người đã có pha dứt điểm tốt đó là Đinh Hồng Ngọc. Mỏ Hồng vẫn còn cơ hội cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Không được rồi. Vẫn còn. Không được. Vừa rồi là pha phòng thủ của Libero Đậu Đức Việt. Nhưng pha dứt điểm là một tình huống bóng rất căng. Chúng ta xem lại tình huống này. Một pha đánh bóng dưới vạch 3 mét của
Quang Văn Dung. Như vậy là ở pha đánh bóng vừa rồi của Màu Hồng thì trọng tài đã xác định bóng chạm tay chắn của Doanh Nghiệp Hoàng Mai và đi ra ngoài. Chúng ta xem lại tình huống quay chậm này. Đúng như vậy, bóng đã khẽ chạm vào tay của Đinh Hồng Ngọc. Quá kinh khủng. Đó là pha dội bom của Đinh Hồng Ngọc. Và điểm số lại được cân bằng 6 đều. Nếu như tôi mà đứng ở dưới sân thì chắc chắn tôi phải đội chiếc mũ bảo hiểm cho nó chắc. Chứ các vận động viên của chúng ta liên tục dội bom. Đó là tình huống bỏ nhỏ thông minh của Hiếu Thầy, người đang đảm nhiệm vị trí chuyên 2 cho Phương Quỳnh Phương. Chúng ta sẽ xem lại tình huống quay chậm này. Một pha bỏ nhỏ dường như có mắt ở phía đằng sau lưng. Nhưng ngay sau đó là một tình huống phát bóng ra ngoài. Tỷ số lại được cân bằng 7 đều. Người sẽ chuyên 2 cho Doanh Nghiệp Hoàng Mai đó là Hùng Lan. Một cái tên không còn lấy gì còn lạ lẫm đối với làng bóng chuyên phủi của Nghệ An. Pha phát bóng về phía cuối sân ăn điểm trực tiếp. 8-7. Đó là pha phát bóng của Đinh Hồng Ngọc. Khi mà các vận động viên của Quỳnh Phương tưởng rằng bóng đã ra ngoài. Một không khí cực kỳ tuyệt vời. Không hiểu ý nhau. Khi mà Hồng Ngọc đã di chuyển để đón được đường bóng vừa rồi thì cái tay của Minh Đức đã vô tình làm bóng đổi hướng. Chúng ta xem lại tình huống này. Và dứt điểm của Mò Hồng. Điểm số đầu tiên thì có thể thấy hai đội luôn bám đuổi nhau về mặt điểm số. Trọng tài xác định bóng trong sân. Pha phát bóng ăn điểm của Mò Hồng. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Bóng đang ở trong sân. Một tình huống đánh bóng treo góc rất tốt của Quang Văn Dung. Tỷ số lại được cân bằng 9 đều. Hùng Lan đang chia đạn rất tốt cho các chủ công của mình. Nguyễn Bá Đôi. Hàng chắn của Doanh Nghiệp Hoàng Mai cũng đã đang xử lý rất tốt, nhưng một tình huống dội bom của Nguyễn Bá Đôi đã bật vào tay chắn rất mạnh và bay ra ngoài. 19 cho Quỳnh Phương. Lỗi bước một của libero bên phía Doanh Nghiệp Hoàng Mai. Trời mưa, sân trơn bóng ướt. Các vận động viên chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận trong những pha bắt bước một của mình. Vẫn còn. Quá kinh khủng. Một pha bật tại chỗ của Nguyên Ba Đùi. Tất cả các vị trí, dù có đà hay không có đà, thì Nguyên Ba Đùi đều xử lý rất mượt mà những tình huống bóng của mình. Người vừa rồi đã không thể đỡ được tình huống đánh bóng của Nguyễn Ba Đùi, đó là Đinh Hồng Ngọc. Nhưng ngay sau đó là câu trả lời của Doanh Nghiệp Hoàng Mai. Người phát bóng là Văn Huy Đạt. Vẫn còn, kịp không? Không kịp rồi. 13-10 cho Quỳnh Phương. Ở những phút vừa qua thì Quỳnh Phương đang cho thấy sự thăng hoa của mình. Họ cũng đang có một lợi thế rất lớn khi đã
thi đấu trên sân nha. Và đánh bóng của Quang Văn Dũng. Khoảng cách lúc này vẫn đang là 2 điểm số. Và lợi thế đang tạm nghiêng về phía Phương Quỳnh Phương. Nguyên Bà Đùi vẫn đang là người mang lại nhiều điểm số nhất cho Quỳnh Phương ở những phút vừa qua của hiệp đấu này. Nguyên Bà Đùi. Cơ hội thì rồi, cơ hội phản công. Không được. Thêm một cơ hội nữa cho Quỳnh Phương. Đó là một tình huống xử lý rất thông minh. Một tình huống hơi với nhưng tình huống xử lý là rất thông minh và kinh nghiệm. Chúng ta xem lại tình huống xử lý của Nguyên Ba Đùi. Có thể nói ở thời điểm này thì Nguyên Ba Đùi đang là một trong những con quái vật của làng bóng chuyên phủi. Và những pha bóng đẹp thì chúng ta hy vọng các cổ động viên chúng ta dành cho các vận động viên chúng ta những tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho các vận động viên. Thấy khá khó khăn của Doanh nghiệp Hoàng Mai và họ đang phải xin hội ý lần thứ nhất ở hiệp đấu đầu tiên này. Bóng ngoài sân, tình huống phát bóng của Nguyên Bao Đùi. Mười hai mười lăm mỏ hông, pha đánh bóng chạm chắn ra ngoài. Một pha chắn bóng chắc chắn như bức tường thép của Phương Quỳnh Phương. Khoảng cách đang là 5 điểm số tạm nghiêng về phía Quỳnh Phương. Tình huống chủ động bỏ bóng của Nguyên Văn Đùi nhưng trước đó thì bóng đã chạm vào hàng chắn của Lục Quỳnh Phương. Chúng ta xem lại tình huống này. Một pha chuyền hai phối hợp rất tốt và người dứt điểm cuối cùng là Đinh Hồng Ngọc. Tiếp tục là một cú lừa của Hiếu Thầy. Một tình huống bỏ giỏ ngược về phía sau. Cách đây ít phút thì Hiếu Thầy cũng đã thực hiện một động tác này. Có lẽ đây là một trong những pha bóng mà Yêu Thầy đã phải tập luyện rất nhiều. Chính xác đến từng mm. Vẫn còn cơ hội làm lại. Và lần này thì Đinh Hồng Ngọc đã làm tốt. Trên bảng ghi các bạn là vận động viên trẻ Đinh Hồng Ngọc. Trai đến từ mảnh đất Diễn Châu. Và dứt điểm của Màu Hồng và libero của Doanh nghiệp Hoàng Mai đã không thể phòng thủ được tốt ở trong pha dứt điểm vừa rồi.
chắn bóng tốt. Đó là pha chắn bóng kép của Hiếu Thầy và Hoàng Văn Nghĩa. Hiệp đấu đầu tiên thì Phương Quỳnh Phương đang thi đấu với quyết tâm rất cao. Rất tiếc và phát bóng tiếp theo của màu hồng bóng lại không qua lưới. Khoảng cách 5 điểm số vẫn đang là một khoảng cách khá an toàn cho Quỳnh Phương. Nhưng họ cũng phải hết sức cẩn thận. Pha đánh bóng của Nguyên Bô Đùi, bóng đã bay ra ngoài. 16-20. Hơn 1K7 lượt theo dõi và tương tác trên hai fanpage truyền hình Hàng Mai và Thể thao 360. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Ngày hiệp đấu đầu tiên vẫn còn. Cơ hội tiếp theo cho Quỳnh Phương. Làm lại. Pha phòng thủ rất tốt của cả hai đội. Đó là món quà mà Đinh Hương Ngọc đã dành tặng cho Nguyên Ba Đùi. Và chắc chắn là Nguyên Ba Đùi sẽ không từ chối món quà tuyệt vời đó. Điểm số thứ 21 cho Quỳnh Phương. Chúng ta xem lại tình huống đầy bóng hơi mạnh của Đinh Hồng Ngọc. Và Nguyên Ba Đùi đã ngay lập tức có pha dứt điểm rất mạnh. Vẫn còn. Một tình huống không hiểu ý nhau giữa màu hồng và Nguyên Ba Đùi. Bóng ra ngoài mất rồi. Đó là pha đánh bóng của Văn Huy Đạt. Hiếu Thầy phát bóng. Lợi thế đang thuộc về Quỳnh Phương. Và họ chỉ còn 3 điểm nữa thôi là có thể giành được thắng lợi hiệp đấu này. Nhưng Doanh nghiệp Hoàng Mai vẫn đang thi đấu rất quyết tâm để có thể rút ngắn được cách biệt về mặt điểm số. Cơ hội phản công cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Đuối đà mất rồi. Pha dứt điểm dưới vạch 3m của Mò Hồng. Chiều ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã được đón xem hai lượt trận bán kết. Và hai đội giành được hai tấm vé đến với trận chung kết này, đó là Phương Quỳnh Phương và Doanh nghiệp Hoàng Mai. Vẫn còn. Pha cứu bóng bằng chân rất hay của Nguyễn Ba Đôi. Cơ hội đây rồi, cơ hội đây rồi. Nhẹ tay một chút em ơi, lún mặt sân của lễ hội Đền Cơn mất thôi. Tình huống ná rocket quá kinh khủng. Chúng ta xem lại tình huống này. Mượt mà từ tình huống chuyền hai cho đến pha bật nhảy. Bóng ra ngoài mất rồi. Pha dứt điểm của Sâm Minh Đức. Và hiệp đấu thứ nhất, các cầu thủ Quỳnh Phương đã vượt qua Doanh nghiệp Hoàng Mai với tỷ số 25-17. Qua đó họ đang tạm dẫn trước tỷ số chung cuộc với tỷ số 1-0. Một sự khởi đầu tuyệt vời của đội chủ nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục để trở lại với những diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Và như vậy là trọng tài Hồi Tiến đã cho trận đấu hiệp 2 của chúng ta bắt đầu. Quá khéo, quá kinh nghiệm, quá đa năng. Đó là những từ mỹ từ mà khán giả đang nhận xét về những tình huống dứt điểm của Nguyên Ba Đùi. Pha mở điểm đầu tiên cho Quỳnh Phương ở hiệp đấu thứ hai này. Pha phát bóng không qua lưới. Đó là tình huống phát bóng của Hiếu Thầy. Tỷ số đây được cân bằng 1-1. Hùng Lan phát bóng.
vẫn còn. Và phòng thủ rất hay. Dứt điểm mọi góc độ. Rất hay. Tình huống đôi công không hiểu ý rồi. Cái chân của Mò Hồng đã cứu cho Hiếu Thầy ở tình huống vừa rồi. Tình huống dội bom của số 16 Quang Văn Dũng. Chúng ta xem lại tình huống quay chậm này. Và dứt điểm chéo sân. Tỷ số đang là 2-1. Và hy vọng ở hiệp 2 này thì Doanh nghiệp Hoàng Mai sẽ thi đấu thăng hoa hơn. Lần này thì pha bỏ nhỏ của Nguyễn Văn Đùi đã không thành công. Trong tình huống vừa rồi thì thần may mắn đã đứng về phía Đinh Hồng Ngọc. Và chắn bóng thành công. Sự có mặt của Dũng nhỏ. Biệt danh là Dũng nhỏ nhưng mà vận động viên này không hề nhỏ một tí nào. Vẫn còn. Bóng ngoài sân. Thêm một điểm số nữa cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Một sự khởi đầu không thể tốt hơn đối với Doanh nghiệp Hoàng Mai ở hiệp đấu thứ hai này. Vẫn tiếp tục là một tình huống dứt điểm ra ngoài nữa của Nguyên Ba Đùi. Và huấn luyện viên bên phía Phùng Quỳnh Phương đã phải xin hội ý lần thứ nhất ở hiệp đấu thứ hai này. Đó là điều dễ hiểu khi mà ở ngay những điểm số đầu tiên thì Doanh nghiệp Hoàng Mai đã vươn lên và dẫn trước với 5 điểm số. Tỷ số bây giờ đang là 6-1, tạm nghiêng về phía Doanh nghiệp Hoàng Mai. Như vậy là phút hồi ý của Quỳnh Phương đã hết và hai đội sẽ vào để tiếp tục thi đấu những điểm số tiếp theo. Tỷ số bây giờ đang là 6-1, tạm nghiêng về phía Doanh nghiệp Hoàng Mai. Làm lại. Pha đánh bóng chạm chắn ra ngoài. 2-6. Với một hiệp 1 cực kỳ sung mãn và thăng hoa thì ở hiệp 2 này thì Quỳnh Phương đang thi đấu chậm hơn. Cơ hội phản công. Không được. Và đánh bóng của Dung nhỏ, bóng đã ra ngoài sân. Và đánh bóng chéo góc khá hiểm. Rất tiếc bóng đã ở phía ngoài sân. Đó là tình huống sửa sai của Dũng nhỏ. Điểm số cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Chúng ta sẽ xem lại tình huống quay chậm này. Rõ ràng là bóng đã nằm trong sân. Pha đánh bóng của Nguyễn Ba Đùi, bóng chạm tay chắn ra ngoài. Điểm số thứ tư cho Quỳnh Phương. Khoảng cách bây giờ đang là 3 điểm. Vừa rồi thì hàng phòng ngự của Quỳnh Phương đã không thể có một pha bọc lót cho nhau thật tốt trong tình huống mà hàng chắn đã chắn được bóng. Vẫn còn.
Ở hiệp 2 này thì doanh nghiệp Hoàng Mai đang cho thấy phòng thủ rất tốt, thoáng giật mình. Vẫn còn. Lần này thì không có cơ hội cho hàng chắn của doanh nghiệp Hoàng Mai nữa. Đến những 3 pha dứt điểm của Mỏ Hồng. Tình huống cuối cùng thì Mỏ Hồng đã có một pha bẻ cổ tay rất dẻo. Bỏ nhỏ. Đinh Hồng Ngọc đã mặc lối chăm lưới rồi. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay chắn của Quỳnh Phương và ra ngoài. Chín sáu cho doanh nghiệp Hoàng Mai. Họ vẫn đang duy trì được khoảng cách với 3 điểm số. Bóng đá ra ngoài. Và dứt điểm có ý đồ của Mỏ Hồng. 16, khoảng cách đã được nâng lên là 4 điểm. Lần này thì không có cơ hội cho doanh nghiệp Hoàng Mai. Quỳnh Phương cần phải thi đấu tập trung hơn. Hơi đuối đà rồi. Cơ hội phản công. Quá hay. Khoảng cách lại được thu hẹp. Còn 2 điểm số nữa thôi. 8-10. Chúng ta xem lại tình huống dứt điểm của Mỏ Hồng. Và dứt điểm về phía cuối sân. Vẫn còn. Tình huống qua tay của Hùng Lan. Rất tiếc bóng đã ra ngoài. 9-10 rồi, khoảng cách chỉ còn 1 điểm nữa thôi. Tình huống dứt điểm chạm tay chắn ra ngoài. Mười một chín. Dường như doanh nghiệp Hoàng Mai đang sai vị trí. Và trận đấu chúng ta tiếp tục bắt đầu. Không được. Pha dứt điểm của Mỏ Hồng nó không thành công trước một hàng chắn có những vận động viên kinh nghiệm như Hùng Lan. Lần này thì Mỏ Hồng đã không cho hàng chắn của doanh nghiệp Hoàng Mai cơ hội nào. Ta xem lại pha dứt điểm này. Pha dứt điểm trên chắn.
rất căng. Pha đánh bóng không qua lưới. Đó là pha dứt điểm của Văn Huy Đạt. Khoảng cách chỉ còn một điểm số nữa thôi. Và khán giả của đội chủ nhà Quỳnh Phương cũng đang cổ vũ cực kỳ nhiệt tình cho các vận động viên của mình. Như vậy là đã có điểm số cho Quỳnh Phương trong pha chạm lưới của Hùng Lan. Điểm số lại được cân bằng 12 đều. Trọng Sơn. Và dứt điểm nhanh của Nguyễn Ba Đôi. Bóng đã đi về phía cuối sân. 13-12 cho Quỳnh Phương. Và lần đầu tiên ở hiệp đấu thứ hai này họ đã vươn lên dẫn trước Doanh nghiệp Hoàng Mai. Sau một chuỗi dài dẫn điểm thì Doanh nghiệp Hoàng Mai đã để cho Quỳnh Phương vươn lên. Sau một chuỗi dẫn điểm thì bây giờ Doanh nghiệp Hoàng Mai đã để cho Quỳnh Phương vươn lên san bằng và dẫn trước với một điểm số. Các khán giả đã phải leo lên trên những mái nhà ở các nhà xung quanh để có thể theo dõi được trận đấu này. Họ đang muốn chọn cho mình một cái góc nhìn lý tưởng nhất để có thể bao quát được toàn bộ trận đấu. Hơn 1.9 lượt theo dõi và tương tác trên fanpage Thể thao Hoàng Mai và Thể thao Truyền hình Hoàng Mai và Thể thao 360. Thưa quý vị, các bạn đang theo dõi trận chung kết hiệp đấu thứ hai, trận chung kết nội dung bóng chuyền nam trong khuôn khổ giải thể thao lễ hội Đền Cơn năm 2024. Rất hay, một tình huống chắn bóng kinh nghiệm của Hiếu Thầy. Vẫn còn. Pha đánh bóng dưới vạch 3m của Mỏ Hồng đã không thể vượt qua hàng chắn của Doanh nghiệp Hoàng Mai. Tỷ số lại được cân bằng 14 đều. Ở hiệp đấu thứ hai này thì hàng chắn của Doanh nghiệp Hoàng Mai đã thi đấu tốt hơn. Một tình huống dứt điểm dọc sân của Nguyễn Ba Đùi. Một tình huống trượt chân của Nguyễn Ba Đùi. Trời mưa nên sân khá trơn. Và các vận động viên của tòa cũng phải hết sức cẩn thận ở những pha lên bóng và dẫm nhảy. Tình huống rất trơn. Vẫn còn. Nỗ lực cứu bóng của Đinh Hồng Ngọc. Và ngay sau đó là một tình huống dứt điểm dọc dây của Đinh Hồng Ngọc. Cứu bóng rất hay và dứt điểm cũng rất tài. Chúng ta xem lại tình huống này. Và dứt điểm dưới vạch 3m. Và lách hàng chắn của Quỳnh Phương. Và trọng tài xác định đã có điểm số cho Quỳnh Phương. Pha phát bóng của Nguyễn Ba Đùi.
Chúng ta đang vận động viên của Phương Quỳnh Phương đang được trọng tài hỗ trợ ở vị trí của các vận động viên. Nguyễn Bảo Đùi phát bóng. Tình huống khá may mắn trong pha phát bóng của Nguyễn Bảo Đùi. Một pha phát bóng rất mạnh và bóng đã lật lưới và đi sang phần sân của Doanh nghiệp Hoàng Mai. Số được cân bằng 16 đều. Pha phòng thủ tốt của libero Đậu Đức Việt. Lần này thì Dũng Nhỏ cũng đã dứt điểm rất tốt. Điểm số cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Đó là câu trả lời của Mò Hồng. Một hiệp đấu đang diễn ra rất cân tài cân sức. Hai đội liên tục có những pha bám điểm nhau về điểm số trong những tình huống bóng vừa rồi. Không được. Pha dứt điểm rất tốt của Đinh Hồng Ngọc. Vẫn còn cơ hội cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Chân bóng tốt. Tình huống chân bóng của Hiếu Thầy. Một tình huống chân bóng rất tốt. Tình huống phối hợp đánh bóng nhanh giữa Hùng Lan và Khắc Hoài. Ta xem lại tình huống đánh bóng rất đẹp này. Điểm số lại được cân bằng 19 đều. Đó là tình huống phát bóng ra ngoài. Bây giờ thì đã đến thời điểm vàng của hiệp đấu. Và chắc chắn sẽ không có cơ hội cho đội nào mắc những lỗi cá nhân. Dù là nhỏ nhất thì họ cũng đều phải trả giá. Rất hay. Vẫn còn. Ôi, cơ hội đây rồi. Vẫn còn. Lần này thì hàng chắn của Quỳnh Phương với Hiếu Thầy và Văn Nghĩa. Những pha phòng thủ rất hay và những đường tấn công cũng rất bài bản. Như vậy là Doanh nghiệp Hoàng Mai đã xin hồi ý ở hiệp đấu thứ hai này. Và dường như Hùng Lan đã dính một chấn thương nhỏ sau cú đáp đất vừa rồi. Vai trò của Hùng Lan ở mùa giải năm nay trong màu áo của Doanh nghiệp Hoàng Mai là rất lớn và rất quan trọng. Chính vì vậy mà nếu mà thời điểm này, thời điểm cực kỳ quan trọng và cần đến kinh nghiệm của Hùng Lan, pha chia bài của Hùng Lan
mà vận động viên này bị chấn thương thì đây sẽ là một sự mất mát rất lớn cho doanh nghiệp Hoàng Mai. Đừng theo dõi và tương tác trên hai fanpage truyền hình Hoàng Mai và Thể thao 360, bây giờ đã hơn 2K1. Và quý vị và các bạn tiếp tục dùng chiếc smartphone của mình để có thể chia sẻ cho giải đấu chúng ta được lan tỏa hơn. Và đặc biệt là những người còn xa quê hương vẫn có thể theo dõi được trận đấu này qua chiếc điện thoại thông minh để cổ vũ cho những đội bóng mà mình yêu thích nhất. Và phạt bóng không qua lưới của Mò Hồng. Tỷ số lại được cân bằng 20 đều. Rất hay. Chắn bóng tốt. Dùng nhỏ. Huy Đạt và Hùng Lan. Một hàng chắn quá kinh khủng. Đánh bóng tốt. Và đánh bóng chéo sân về phía góc cuối sân của Nguyên Ba Đùi. Đã rất nhiều các bạn đang cổ vũ cho đội doanh nghiệp Hoàng Mai cũng như Phương Quỳnh Phương ở trên hai fanpage. Tình huống đánh bóng chạm chắn ra ngoài. Ta xem lại tình huống quay chậm này. Bóng đã chạm vào tay của Nguyên Ba Đùi và bay ra ngoài. Một tình huống đánh bóng khá khôn khéo của Nguyên Ba Đùi. Tình huống cố tình đánh bóng chạm tay hàng chắn ra ngoài. 2-2 đều. Đó là câu trả lời của Dũng Nhỏ. 23-22. 23-23. Trong sân. Lợi thế lên với điểm Pet Boy dành cho Quỳnh Phương. Thời khắc cực kỳ quan trọng. Và khán giả vẫn đang dành cho đội chủ nhà những tràng pháo tay rất lớn. Bóng ra ngoài rồi. Bóng đã ra ngoài. Và dứt điểm của Sâm Minh Đức. Và hiệp 2 này, cao thủ Quỳnh Phương đã giành chiến thắng với tỷ số 25-23. Qua đó họ đã tạm dẫn với tỷ số chung cuộc là 2-0. Xin mời quý vị và chúng ta tiếp tục trở lại với sân bóng chuyền tại lễ hội Đền Cơn, thị xã Hoàng Mai để theo dõi hiệp đấu thứ 3. Trận đấu giữa doanh nghiệp Hoàng Mai và Phương Quỳnh Phương. Pha bỏ bóng tốt của Dũng Nhỏ. Hai hiệp đấu đầu tiên thì Phương Quỳnh Phương đã giành thắng lợi. Và ở hiệp đấu thứ 3 này gần như sẽ là một hiệp đấu quyết định với doanh nghiệp Hoàng Mai. Và chắc chắn hiệp đấu này các vận động viên đến từ doanh nghiệp Hoàng Mai cần phải thi đấu với hơn 100% sức lực của mình. Mưa,
Chắn bóng tốt, cơ hội phản công cho Doanh Nghiệp Hoàng Mai. Và bám chắn rất tốt của Nguyên Ba Đùi. Hai ba. Và đánh bóng khá khéo và có ý đồ của Khắc Hoài. Vẫn còn. Đó là pha dứt điểm của Đinh Hồng Ngọc. Sau một pha cứu bóng thì Đinh Hồng Ngọc cũng đã có một tình huống dứt điểm tại chỗ, một pha bật nhảy rất cao. 5-2. Ba năm. Nguyên Ba Đùi rất căng. Pha chuyền bóng một tay của Hùng Lan. Và Đinh Hùng Ngọc cũng đã dứt điểm rất tốt. Bóng đã chạm vào hàng chắn của Quỳnh Phương trước khi bay ra ngoài. 6-3. Ta ấy chờ đợi sự trở lại của Doanh Nghiệp Hoàng Mai. Tình huống đánh bóng chạm chắn ra ngoài và dứt điểm của Mò Hồng. 3-4. Chả pha chắn bóng kép của Mò Hồng và Hiếu Thầy. Khoảng cách đã được rút ngắn xuống còn một điểm số nữa thôi. Tiếp tục là một tình huống chắn bóng nữa của bộ đôi Hiếu Thầy và Mò Hồng. Tỷ số được cân bằng 6-6. Công ngay thủ chắc, chắn vững vàng, đó là thể hiện của Quỳnh Phương ở ba hiệp đấu vừa qua. Và đưa bóng của libero Đức Việt. Và dội bom rất căng. Không được. Lần này thì Hùng Lan đã rất cẩn trọng. Và dứt điểm của Hùng Lan. Libero Đức Việt cũng đã có một tình huống cứu bóng rất tốt. Bỏ bóng. Đó là kinh nghiệm, đó là sự tinh quái, thể hiện được nhãn quan tầm nhìn rất tốt của Hùng Lan. Chúng ta xem lại tình huống này. Không có cơ hội cho hàng thủ của Quỳnh Phương trong tình huống bỏ nhỏ vừa rồi. Và lần này thì Hùng Lan lại là người lập công trong pha bắt bài tình huống bỏ nhỏ của Hiếu Thầy. Chuỗi liên điểm của Doanh Nghiệp Hoàng Mai ở hiệp đấu thứ 3 này. Đây gần như là một hiệp đấu quyết định đối với Doanh Nghiệp Hoàng Mai. Trọng tài xác định bóng không chạm vào tay hàng chắn của Doanh Nghiệp Hoàng Mai.
Đúng như vậy, bóng đã không chạm vào hàng chắn của Doanh nghiệp Hoàng Mai. Điểm số bây giờ đang là một khoảng cách đến 5 điểm dành cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. 11-6. Hết thời gian hội ý và hai đội sẽ vào thi đấu những điểm số tiếp theo của hiệp đấu thứ 3 này. Rất đông các khán giả đã có mặt. Lượng tương tác cực kỳ kinh khủng. Và dứt điểm của màu hồng, bóng ra ngoài sân. 12-6, khoảng cách 6 điểm. Sự vùng lên mạnh mẽ của Doanh nghiệp Hoàng Mai ở hiệp đấu thứ 3 này. Tình huống dứt điểm lọt chắn. 72. Quỳnh Phương cũng đang cố gắng để thu hẹp lại khoảng cách về mặt điểm số. Ở đấu thứ hai thì họ cũng liên tục bị dẫn điểm, nhưng sau đó họ cũng đã vùng lên rất mạnh mẽ để có thể giành chiến thắng ở hiệp đấu thứ hai. Và bây giờ liệu kịch bản ở hiệp đấu thứ ba này có lặp lại hay không? Tình huống đánh bóng chạm chắn ra ngoài. 13-8. Cơ hội. Ngoài sân mất rồi. Và đánh bóng dưới vạch 3m. Rất nhiều các cổ động viên trên hai bàn phết đang cổ vũ cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Cơ hội phản công vẫn còn. Hùng Lan không được. Hùng Lan đã không thể vượt qua được Hiếu Thầy. Ta xem lại tình huống bám chắn rất tốt của Hiếu Thầy. Không qua lưới. Một chuỗi liên điểm của Quỳnh Phương. 11-13. Còn 2 điểm số nữa thôi. Doanh nghiệp cần phải thi đấu tập trung và đặc biệt là phải bám chắn được với 2 mũi công. Và phát bóng không tốt của Mò Hồng. 14-11. Và phạt bóng ăn điểm. Hùng Lan. Những pha phạt bóng của Hùng Lan là rất khó chịu. Không được rồi. Tình huống phòng ngự không thành công của Đinh Hồng Ngọc. Bóng trong sân.
tranh cãi. Sẽ có sự hội ý giữa các trọng tài để xác định đội bóng nào sẽ là đội bóng giành điểm trong pha đánh bóng vừa rồi. Ở thời điểm này thì một điểm số cũng là rất quan trọng. Trọng tài cũng đang xử lý trận đấu một cách cực kỳ cẩn thận. Như vậy là đã có điểm số cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Sau khi hội ý thì trọng tài Hồ Huy Tiến đã quyết định đó là điểm số thứ 16 cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Làm lại. Không được rồi. Tình huống không hiểu ý giữa Mỏ Hồng và Nguyên Ba Đùi. Mười bảy, mười hai. Em phải xem là phạt có mượt hay không. Chắn bóng tốt. Hiệp đấu thứ ba này thì hàng chắn của Danh Huy Mai đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Và huấn luyện viên Đỗ Đức Việt đã phải xin hội ý. Họ đang bị dẫn với 6 điểm số. Một khoảng cách khá xa. Thời điểm vàng của hiệp đấu. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên Đậu Đức Việt đã xin hội ý. Như vậy là thời gian hội ý đã hết. Hai đội sẽ tiếp tục vào thi đấu ở những điểm số quan trọng của hiệp đấu thứ 3, trận chung kết nội dung bóng chuyền nam tại lễ hội Đền Cơn thị xã Hoàng Mai năm 2024. Tình huống bỏ nhỏ nhưng Hùng Lan cũng đã rất nhanh để có thể cứu được tình huống bóng vừa rồi. Bóng ngoài. 19-12. Sự vùng lên rất tốt của Doanh nghiệp Hoàng Mai. Vẫn còn. Phòng thủ tốt của Hùng Lan. Vào chỗ. Không được. Hàng thủ của Doanh nghiệp Mai đang thi đấu rất tập trung. Ngoài rồi. Và bỏ bóng của Nguyên Ba Đùi. 20-12. Khoảng cách khá xa và an toàn. Sửa sai. Vẫn ra ngoài. Chúng ta xem lại tình huống quay chậm này. Đúng như vậy, bóng đã ra ngoài. Chắc chắn là thần may mắn đã đứng về phía Doanh nghiệp Hoàng Mai ở hiệp đấu thứ 3 này. Có lẽ thần may mắn vẫn muốn quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi thêm được những hiệp đấu tiếp theo của trận chung kết này. Bỏ vô. Hàng thủ của Doanh nghiệp Hoàng Mai cần phải cẩn thận ở những pha xử lý của Hiếu Thầy. Đã hơn 3 lần Hiếu Thầy đã có những tình huống bỏ nhỏ thành công như vừa rồi. Khoảng cách 9 điểm số. Rất khó cho Quỳnh Phương có thể săn lấp được khoảng cách như thế này. Đó là pha xử lý thông minh. Pha xử lý thông minh của Dũng Nhỏ. 23-13.
không cần phải những pha đập bóng băm bổ mà những pha xử lý thông minh và kinh nghiệm. Tiếp tục là một tình huống trái vị trí của libero Đức Việt đã vô tình cản bước chạy của Nguyễn Ba Đùi. Hy vọng là Nguyễn Ba Đùi sẽ không phải dính chấn thương trong tình huống va chạm vừa rồi. Tất cả mọi thứ đều đẹp. Đó là một tình huống vấp chân của Nguyễn Ba Đùi. Rất khó, những tình huống bắt bước một như vừa rồi thì rất khó có thể cho những đường chuyền hai cho thực sắc nét. Và cứu bóng không thành công của libero Đức Việt, và Doanh nghiệp Hoàng Mai đã giành thắng lợi ở hiệp đấu thứ ba này với tỷ số 25-14, một khoảng cách khá xa. Và chúng ta cũng sẽ được đón xem hiệp đấu thứ tư. Đến thời điểm này thì tất cả các hiệp đấu đều là những hiệp đấu quyết định đối với Doanh nghiệp Hoàng Mai. Trở lại các diễn biến của hiệp đấu thứ tư trận chung kết nội dung bóng chuyền nam. Và Doanh nghiệp Hoàng Mai sẽ thi đấu ở phía bên tay phải màn nhỏ quý vị các bạn. Và Quỳnh Phương sẽ thi đấu ở phía bên tay trái màn nhỏ quý vị các bạn. Và mở điểm đầu tiên của Nguyễn Ba Đùi hứa hẹn cho một hiệp đấu vô cùng kịch tính và gay cấn. Và xin chào bạn Giang Gà và xin chào bạn Hồ Cường. Điểm số thứ hai cho Quỳnh Phương. Chắc chắn thì Quỳnh Phương sẽ quyết tâm ở trận đấu này để có thể dứt điểm được cả trận đấu, qua đó sẽ giành được chức vô địch. Nhưng Doanh nghiệp Hoàng Mai cũng sẽ thi đấu quyết tâm để có thể san bằng được tỷ số 2 đều để đưa trận đấu đến hiệp đấu thứ 5, hiệp đấu quyết định. Chính vì vậy hiệp đấu này sẽ là một hiệp đấu rất hay và cực kỳ căng thẳng. Bước 1 tốt, chuyền 2 tốt rồi. Làm lại nào. Một pha đánh bóng lòng tay có chủ định của Nguyễn Ba Đùi nhưng rất tiếc là bóng đã không qua lưới. Điểm số lại được cân bằng 2 đều. Trọng tài sẽ đánh bóng ngoài sân. Pha dứt điểm của Nguyễn Ba Đùi. Chắc chắn gần như các cổ động viên của chúng ta vẫn muốn theo dõi hiệp đấu thứ 5. Nhưng trước mắt thì chúng ta hãy phải theo dõi hiệp đấu thứ 4 này cái đã. Để xem đội bóng nào sẽ đội bóng quyết định. Vòi cho! Đó là tình huống xử lý cực kỳ thông minh của Đinh Hồng Ngọc. Tình huống xử lý mà làm bất ngờ hàng thủ của Quỳnh Phương. Cơ hội phản công cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Vẫn còn. Phòng thủ rất tốt. Không được rồi. Đó là chiến thắng đến với hàng chắn của Doanh nghiệp Hoàng Mai. Hàng chắn có sự góp phần của Dũng Nhỏ. Tỷ số bây giờ đang là 5-2.
khoảng cách 3 điểm được thiết lập ở những điểm số đầu tiên của hiệp đấu thứ tư này. Vẫn là chiến thắng dành cho hàng chắn của Danh Nghĩa Hoàng Mai. Càng thi đấu càng hay. Như vậy là Quỳnh Phương đã xin hội ý lần thứ nhất ở hiệp đấu thứ tư này. Sẽ có những sự thay đổi trong lối chơi của Quỳnh Phương đến từ huấn luyện viên Đậu Đức Việt. Và hy vọng sau lần hội ý này thì Quỳnh Phương sẽ chơi khởi sắc hơn. Hàng chắn của Doanh nghiệp Hoàng Mai vẫn đang theo rất sát với hai mũi chủ công là Nguyễn Ba Đùi và Mỏ Hồng. Pha đánh bóng chạm chắn ra ngoài. Ba sáu. Nguyễn Ba Đùi vẫn đang là một vận động viên mang lại nhiều điểm số nhất cho Quỳnh Phương ở mùa giải năm nay. Vai trò cực kỳ quan trọng, không thể thay thế. Ôi đỏ! Tiếp tục là một tình huống xử lý khôn khéo của Dũng Nhỏ. Chúng ta xem lại tình huống này. Khi mà gần như hàng thủ cũng như hàng chắn của Quỳnh Phương đã bị hút theo pha bật đà của Dũng Nhỏ. Vẫn còn! Kịp không? Kịp rồi! Chúng ta sẽ đánh bóng ngoài sân. Hàng thủ của Doanh nghiệp Hoàng Mai đang xử lý rất hay. Họ đang cố gắng và liều mình để có thể cứu được những tình huống bóng. Chúng ta xem lại tình huống quay chậm này. Đó là câu trả lời của Mỏ Hồng với một tình huống bỏ nhỏ. Càng ngày thì chúng ta càng ít thấy đi những tình huống dội bom, và thay vào đó là những tình huống xử lý thông minh và kinh nghiệm của các vận động viên. Điều quan trọng bây giờ là mang lại điểm số cho đội nhà, chứ không phải là một tình huống không hiểu ý của Doanh nghiệp Hoàng Mai ở những pha bắt bước một trong tình huống bóng vừa rồi. Bây giờ hơn bao giờ hết, các vận động viên của chúng ta rất cần đến những tràng vỗ tay cổ vũ của vị khán giả. Tiếp tục là một tình huống xử lý của Dũng Nhỏ. Hàng phòng ngự của Quỳnh Phương vẫn không thể bọc lót được trong những pha xử lý cực kỳ khôn khéo của Dũng Nhỏ. Pha dứt điểm tốt về phía cuối sân của Mỏ Hồng. Sẽ là những pha bám đuổi về mặt điểm số. Mất cơ hội rồi. Bóng ngoài sân. Đã có sự cuồng nhiệt trên các khán đài trong những tình huống vừa qua. Và quý vị khán giả hãy tiếp tục truyền lửa cho các vận động viên của chúng ta nữa đi, để họ sẽ thi đấu tốt hơn và sẽ cống hiến nhiều những pha bóng đẹp hơn. Như vậy là trọng tài đã xác định đó là tình huống bóng chạm tay hàng chắn của Quỳnh Phương trước khi bóng đi ra ngoài. Mỏ Hồng!
không có cơ hội cho libero của Danh Hiệp Hoàng Mai trong tình huống bóng vừa rồi. Một cú ná Đại Bác quá nhanh và quá mạnh. Chúng ta xem lại tình huống quay chậm này. Quá kinh khủng với một chàng trai có sức bật 3m35. Lối bước một rồi. Không thể chê được món quà mà Doanh nghiệp Hai đã dành cho mình. Và Mỏ Hồng đã có một pha dứt điểm rất nhanh. Và Doanh nghiệp Hoàng Mai đã xin hội ý lần thứ nhất ở hiệp đấu thứ tư này, sau khi mà Quỳnh Phương đã liên tục có những pha lên điểm. Và bây giờ thì họ đang tạm dẫn với một điểm số. Chúng ta xem lại món quà mà dành tặng cho Mỏ Hồng trong pháo bóng vừa rồi. Rất hay và hấp dẫn. Đó là những gì mà các vận động viên của hai đội bóng đang cống hiến cho các quý vị khán giả có mặt tại sân bóng chuyền lễ hội Đền Cơn, thị xã Hoàng Mai, và các khán giả đang theo dõi trên hai fanpage truyền hình Hoàng Mai và thể thao 360. Đã 2K4 liệt theo dõi và chia sẻ rồi. Và quý vị các bạn hãy tiếp tục chia sẻ để cho giải đấu chúng ta sẽ được lan tỏa hơn. Và đặc biệt là những người con xa quê hương vẫn có thể theo dõi được trận đấu này qua chiếc điện thoại thông minh của mình, để cổ vũ cho các đội bóng mà mình yêu thích nhất. Chắn bóng ra ngoài. Tình huống đánh bóng chạm chắn ra ngoài. Các con máy của các bạn ạ, của chúng tôi vẫn đang, của ekip chúng tôi vẫn đang đưa quý vị các bạn đến những khung hình rất đẹp. Một tình huống có thể nói là may mắn dành cho Doanh Hoàng Mai khi pha phát bóng đã lật lưới và gây khó khăn cho người bắt bước một của Quỳnh Phương. Vẫn còn. Lần này thì pha bỏ nhỏ của Dũng Nhỏ đã không thành công. Nhưng sau đó thì là một tình huống theo chắn rất tốt. Người vừa có pha chắn bóng thành công đó là Văn Huy Đạt. Rất hay. Đó là tình huống sơ sai của Mỏ Hồng. Gương mặt rất căng thẳng của Hùng Lan, nhưng vẫn có những cầu động viên các đồng đội của mình thi đấu để cố gắng có thể giành được chiến thắng ở hiệp đấu thứ tư này. Không khí cực kỳ nóng ở trên sân bóng chuyền của chúng ta. Đó là tình huống dứt điểm của Đinh Hồng Ngọc. Một pha bật nhảy rất cao. Doanh nghiệp Hoàng Mai vẫn đang cố gắng để duy trì được khoảng cách dẫn điểm. Đinh Hồng Ngọc phát bóng. Vẫn còn, kịp không? Nỗ lực cứu bóng của Doanh nghiệp Hoàng Mai. Vẫn còn, rất hay. Bỏ cho. Tiếp tục là bàn quà. Thủ rất hay và tận dụng mọi cơ hội để có thể dứt điểm, mang lại điểm số cho đội nhà. Đó là những tình huống đánh bóng của Doanh nghiệp Hoàng Mai. Người đã có tình huống dứt điểm tốt đó là Hùng Lan. Nhưng rất tiếc pha phát bóng sau đó của Đinh Hồng Ngọc, bóng lại ra ngoài sân. Dũng Nhỏ. Lần này thì Dũng Nhỏ đã không thể vượt qua được hàng chắn của Quỳnh Phương. Khoảng cách chỉ còn một điểm số nữa thôi. Và chúng ta hãy chờ xem Quỳnh Phương có thể săn bằng được cách biệt này hay không.
vẫn là một tình huống dứt điểm tốt của Dũng Nhỏ. Mười lăm mười ba. Một khi Nguyên Ba Đùi đã lên lưới thì điểm số sẽ gần như chắc chắn nằm trong tay của đội nhà. Văn Nghĩa phát bóng. Một pha phát bóng sâu. Nhưng vừa rồi là một tình huống trượt chân của Hùng Lan. Thời điểm này thì thời tiết đã có thể nói là cực kỳ tốt khi mà trời đã ngớt mưa. Dũng Nhỏ vẫn còn. Hiếu Thơi quá kinh khủng. Một phản ánh mà đáng được cho tất cả quý vị khán giả chúng ta dành cho Màu Hồng một tràng pháo tay. Kinh khủng. Và dứt điểm dưới vạch 3m với một tốc độ đổ bóng đi quá khủng khiếp. Chúng ta xem lại tình huống quay chậm này. Bỏ nhỏ. Đó là tình huống xử lý của Đinh Hồng Ngọc. Dường như Nguyên Ba Đùi thì cũng đã đoán ra được ý định của Đinh Hồng Ngọc, nhưng đâu đó thì cầu thủ này vẫn chậm hơn Đinh Hồng Ngọc một chút thôi. Vẫn còn. Đó là câu trả lời. Câu trả lời của Đinh Hồng Ngọc sau tình huống đánh bóng dưới vạch 3m của Mỏ Hồng. Quá hay, quá hấp dẫn. Những pha đánh bóng có những góc đi gần giống nhau, cùng với một tốc độ bóng kinh khủng. Nếu chúng ta không thể không tập trung thì chúng ta sẽ không nhìn được tình huống bóng. Tình huống bóng rất nhanh. Ta có thể thấy được niềm đam mê bộ môn bóng chuyền của những người dân thị xã Hoàng Mai cũng như những du khách thập phương cũng đang rất tập trung để theo dõi trận đấu này. Vừa rồi thì hàng chắn ba của Quỳnh Phương đã giành chiến thắng trong tình huống bóng vừa rồi. Tiếp tục là một tình huống đánh bóng không thành công. Lợi thế đang thuộc về Quỳnh Phương. Và dứt điểm của Đinh Hồng Ngọc, bóng đã chạm tay chắn để bay ra ngoài. Rất hay. Đó là tình huống dứt điểm của Mỏ Hồng. Khán giả Quỳnh Phương đang chuyên lửa cho các vận động viên của đội nhà. Họ đang có lợi thế dẫn trước. Và hơn bao giờ hết, hơn bao giờ như lúc này, các vận động viên của chúng ta cần sự cổ vũ của tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trên sân. Một cổ động viên cực kỳ nhiệt thành của Quỳnh Phương.
vẫn là hàng chắn thành công của Mỏ Hồng và Hiếu Thầy. Một hình ảnh cực kỳ đẹp trên khán đài của sân bóng chuyền thị xã Hoàng Mai. Đó là sự độc đáo, nét độc đáo của cổ động viên đến từ Quỳnh Phương. Đây mới là người chuyên lửa cho tất cả cổ động viên cũng như các vận động viên chúng ta thi đấu trên sân. Nét độc đáo hiếm thấy trên các sân bóng của các lễ hội, nhưng đã xuất hiện ở lễ hội Đền Cờn thị xã Hoàng Mai. Và chúng ta sẽ tiếp tục vào thi đấu ở những điểm số tiếp theo của hiệp thứ tư này. Lợi thế vẫn đang thuộc về Quỳnh Phương. Rất hay. Bất kể ở cánh nào thì Mỏ Hồng vẫn đang là người ghi bóng, ghi điểm cho đội Quỳnh Phương. Những phút tỏa sáng cực kỳ cần thiết của Mỏ Hồng trong những tình huống bóng vừa qua. Được một tốt rồi. Hàng chắn có sự xuất hiện của Đinh Hồng Ngọc, Hùng Lan và Khắc Hoài. Chưa biết đội bóng nào sẽ giành được thắng lợi hiệp đấu này. Trọng tài đã xác định hàng chắn của Doanh nghiệp Hoàng Mai là chạm lưới. Rất tiếc cho Doanh nghiệp Hoàng Mai trong tình huống bóng vừa rồi. Còn không? Không còn được rồi. Khán giả quá đông và đã không có cơ hội cho Mỏ Hồng có thể cứu được bóng. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bạn Hà Nguyễn. Theo thông tin của bạn Hà Nguyễn thì chiều ngày hôm nay Mỏ Hồng sẽ lên hàng bùa của Quỳ Châu để thi đấu giải bóng chuyền ở lễ hội hàng bùa. Bóng ra ngoài. Đến thời điểm này mà còn mắc một lỗi phát bóng ra ngoài thì có thể nói là cực kỳ đáng tiếc dành cho Doanh nghiệp Hoàng Mai. Khán giả của Quỳnh Phương đang chuyên lửa cho các cầu thủ con cưng của đội nhà. Bỏ nhỏ không thành công. Vẫn còn. Đinh Hồng Ngọc vẫn còn. Tình huống bóng đẹp. Không thể vượt qua được hàng chắn. Đó là pha dứt điểm ở dưới vạch 3m của Mỏ Hồng. Hàng chắn của Doanh Nhiều Mai cũng theo rất sát những mũi nhọn như Mỏ Hồng và Nguyễn Ba Đùi. Rất nhiều khán giả vẫn muốn được xem trận đấu chung kết được kết thúc với 5 hiệp đấu. Nhưng bây giờ thì các vận động viên Quỳnh Phương vẫn đang quyết tâm. Liên tục những tình huống phát bóng không qua lưới làm mất đi những điểm số oan uổng của Doanh nghiệp Hoàng Mai. Và chiến thắng đã dành cho đội phương Quỳnh Phương, đội bóng chủ nhà. Với hiệp đấu thứ tư giành thắng lợi với tỷ số 25-22. Qua đó đã giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-1.